Chương 61, thế giới tu chân. Hỏa Long vừa ra, uy áp của tông chủ như bị đánh tan, hắn ta không thể tin được lùi về sau một bước, khi Hỏa Long sắp lại gần, hắn vội vàng niệm chú bố trí kết giới xung quanh mình. Nhưng kết giới không có tác dụng gì, thân hình Hỏa Long vườn sát quanh kết giới, kết giới liền bị lửa thiêu tạo thành một lỗ thủng. A Từ, thời sinh gọi một tiếng. Phượng Tử Trần trừ một chút, vừa giơ tay gọi Hỏa Long về, vừa đánh ra mấy lưỡi đao do lửa ngưng tự thành, xuyên qua kẽ hở của kết giới, bắn vào bụng tông chủ. A, à, tông chủ chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh thô bạo xuyên thẳng vào mình, đấu đá lung tung trong thân thể, dường như muốn xé toạc hắn ra. Từ khi bắt đầu tới kết thúc, chẳng qua mấy giây, đợi mọi người phản ứng lại thì tông chủ đã ôm bụng, một gối quỳ trên đất rồi. Tông chủ, to gan, ngươi là ai lại dám động thủ với tông chủ? Mọi người phản ứng lại, ào ào xông lên trước, lấy ra vũ khí nhắm vào thời xanh và phượng tử. Mấy người nói đạo lý chút đi, rõ ràng là ông ta động thủ với ta trước, thời sinh kéo phượng từ tới bên cạnh mình hơi chế nhạo nói lẽ nào các ngươi không biết ta chẳng qua chỉ là trúc cơ dưới uy áp của tông chủ ta còn có thể sống sao cho phép quan lại phóng hỏa mà không cho dân đen thắp đèn à tên khốn kia căn bản không có ý muốn nghe cô giải thích mặc kệ cô nói thế nào thì khẳng định vẫn phải gánh tội này giống như lần bỏ thuốc trong nguyên tắc kia đó cứ coi như thương thủ có nhân chứng cuối cùng không phải vẫn cứ nhận định do nàng ta làm sao ngươi là đệ tử của phiêu miểu tông sao có thể ngỗ ngược phạm thượng cứ coi như tông chủ trừng phạt ngươi đó cũng là vì ngươi động thủ với đồng môn trước ngọc tiêu đệ xem xem đổi nhi tốt mà đệ dạy đi đầu tiên là tàn hại đồng môn giờ còn động thủ với tông chủ phải nghiêm trị trục xuất sư môn cũng không coi là quá đáng năm đó sư phụ đã từng nói nữ nhân này mệnh cách không rõ ràng sẽ mang tới tai họa cho sư đệ sư đệ lại cứ không tin giờ thì hay rồi tàn sát đồng môn không nói còn muốn ngỗ ngược phạm thượng Ngọc Tiêu thần sắc không đổi, đối diện với sự chất vấn của nhiều người như thế, y vẫn đứng trước mặt thời sinh, ông chủ động thủ với tiểu thù trước, tiểu thù chẳng qua là bảo vệ bản thân. Đệ, đệ, sư đệ ạ, à, sao đệ lại hồ đồ như vậy? Thời sinh nhìn về hướng Ngọc Tiêu có chút kỳ lạ, mệnh cách của cô không rõ ràng sao. Trong bản gốc, đúng là nguyên chủ thật sự mang tới cho Ngọc Tiêu tai họa. Những người này, không biết Diệp Thanh Thu nói gì với họ mà đến cả giải thích cũng không nghe, liền vội vàng định tội cho cô. Phượng Tử thấy thời sinh sắc mặt không tốt, trong con mắt đỏ rực lóe lên sự hung ác, từng chữ từng câu nói, giao Diệp Thanh thu ra, không thì hắn chết. Hỗn sược. Ngọc Tiêu, đệ cứ thế xem họ làm càn à. Ngọc Tiêu. Các ngươi gọi sư phụ ta làm gì? Người động thủ cũng không phải sư phụ ta. Thời sinh lạnh lùng diễu cợt một tiếng, ta, thương thủ, hôm nay ở đây đoạn tuyệt quan hệ sư đồ với Ngọc Tiêu, từ đây không liên quan gì tới nhau nữa thời sinh nhìn về hướng Ngọc Tiêu, sư phụ, xin lỗi, đồ nhi bất hiếu, sau này đồ nhi sẽ báo đáp ơn dưỡng dục của người. Chỉ cần cô không ở đây, Ngọc Tiêu có lẽ sẽ không chết, cho nên cách tốt nhất chính là đoạn tuyệt quan hệ với Ngọc Tiêu. Tiểu thù, Ngọc Tiêu cho mày nhìn cô. Sư phụ yên tâm, con có năng lực bảo vệ tốt cho mình. Thời sinh nháy mắt với Ngọc Tiêu, không đợi y nói gì đã lại chuyển hướng đối diện với một đám người đang nhìn chằm chằm vào mình như hổ đói. Trục xuất sư môn thì không cần phiền rồi, ta tự đi. Giết chúng phượng tử giơ tay muốn phóng hỏa thời sinh không ngăn cản khi hắn vừa phóng hỏa cô liền gọi pu ra kéo phượng tử nhảy lên pu đinh bay ra khỏi đại điện đang cháy mù mịt nói cho diệp thanh thu phải nắm bắt thời gian tu luyện ta sẽ trở về tìm ả à ta câu này vang vọng mãi ở phiêu miểu tông